Bác sĩ đang khám trực tuyến cho trường hợp ung thư vú được phẫu thuật tạo hình 3 trong 1 đầu tiên. 37 tuổi, chị được phát hiện ở giai đoạn 2. Cũng không tránh khỏi suy sụp, nhưng chị đã dần lấy lại tinh thần và đặt niềm tin vào phương pháp phẫu thuật mới. Tâm lý của tôi cũng như là một vài chị mà cũng mổ tái tạo như tôi, nếu mà mổ cắt hoàn toàn thì cảm thấy rất là hụt hẫng, rất là thiếu tự tin, vì chúng tôi cũng còn những cái giao tiếp ngoài xã hội với bạn bè, với người thân, với lại thực sự là về cái vai trò của phụ nữ khi mà được phẫu thuật tạo hình thì chúng tôi hết sức là yên tâm và hết sức là phấn khởi. Phụ nữ điều trị khỏi về với cuộc sống bình thường, những áp lực tưởng như là vô hình nhưng mà lại rất là gây ảnh hưởng đến cái chất lượng sống của người bệnh. Chúng tôi cũng rất là chăn trở và cũng cố gắng cùng với đồng nghiệp từ chẩn đoán hình ảnh, giải phẫu bệnh, điều trị hóa chất, điều trị tia xạ, bàn bạc với nhau làm sao mổ đem lại lợi ích tối đa cho người bệnh. Từ sự chăn trở ấy, các bác sĩ đã quyết định thực hiện 3 mục tiêu tạo hình trong một cuộc phẫu thuật. Thứ nhất, tạo hình cho cái tuyến vú mà không bảo tồn được mà phải cắt bỏ. Cái mục tiêu tạo hình thứ hai là tạo hình cái chỗ thành bụng, mình lấy bớt mỡ thừa đi để mình có thể tạo cái tuyến vú mới cho người bệnh. Và cái mục tiêu tạo hình thứ ba là tạo hình cái tuyến vú xa trễ để mình nâng ngực lên. Việc triển khai thành công kỹ thuật này một lần nữa khẳng định trình độ của đội ngũ bác sĩ bệnh viện ca, giúp điều trị hiệu quả, nâng cao chất lượng cuộc sống và giữ gìn nét đẹp cho phụ nữ, để dù bị ung thư nhưng họ vẫn rạng ngời, tự tin trong cuộc sống.